Rồi, cái tin tiếp theo. Hương Ly. Một cái tên rất khó chỗ này. Mình không thể sống hạ phận được. Chuẩn bị nè. Wanna be on top. Rồi, dạ hốt quá. Ra quá hốt. Cũng chất nè. Trước đây thì mình có xem một tập của chương trình Việt Nam Next Top Model mùa thứ 2. Thì mình khá ấn tượng với lại cái phần thi photoshoot chụp ảnh với giải lụa. Nên là mình đã lấy ý tưởng từ cái phần thi đó. Được quá. Em tên gì? Em tên là Đặng Hương Ly ạ. Cái Hương Ly dạo này hot ha. Chị Thủy không ưa tên Hương Ly lắm đâu, mà chị ấy còn chọn em đó. Chị là mâu thủy chứ đâu phải là mâu thuẫn đó chị. Chị rất là ghét ai lôi cái họ của chị ra nói. Thế thôi, chị ghét em chấp nhận. Có thể là em đã gây ấn tượng với ban giám khảo ạ. Em ấy ấn tượng như thế nào? Em có thân hình chuẩn và có một phong thái khá tự tin, đó là do em cảm thấy như thế ạ. Công nhận, thể hình đẹp. Trời sinh à, có đi tập không đấy? Mày ốm thôi anh. Trời ơi, em bịt cái đầu màu vàng anh hết hồn luôn á. Tưởng Hương Ly thi thiệt. Mở ra tưởng Hương Ly cái xỉu. Anh lại tưởng có một món tôm mới. Rồi, lấy cái khăn về luôn nha. Lấy khăn về, quấn đầu đi về. Một chiếc khăn tung đi thì nhận về một chiếc vé. Mình đã thành công với màn tung khăn này. Đón xem series Việt Nam Next Top Model Casting 19 được phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ, bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 năm 2020 trên Facebook chính thức của chương trình và hệ thống các kênh digital của Multimedia DSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/vnntm.